Máy băm nghiền thức ăn chăn nuôi Cổ Cao tích hợp hai chức năng băm và nghiền trong cùng một sản phẩm. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giới thiệu cho bà con dòng sản phẩm máy băm nghiền thức ăn chăn nuôi Cổ Cao tích hợp hai chức năng trong cùng một sản phẩm, vừa băm nhỏ và nghiền bột cám, băm các loại rau, cây cỏ voi, cây sắn, cây ngô, cây chuối, sơ dừa, dơm cho vật nuôi, nghiền các loại hạt ngũ cốc, ngô, khoai, sắn cho gia súc, gia cầm. Máy băm nghiền đa năng Cổ Cao là một trong những dòng máy chế biến thức ăn chăn nuôi ưu việt do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội chế tạo và sản xuất. Máy được thiết kế có bánh xe giúp máy dễ dàng di chuyển, phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Máy rất dễ dàng sử dụng và an toàn khi vận hành. Máy có thông số kỹ thuật chiều dài 92 cm, chiều cao 122 cm, chiều rộng 112 cm. Máy được thiết kế 2 cửa nạp và 3 cửa xả riêng biệt, phù hợp với từng nguyên liệu và nhu cầu sử dụng của bà con. Và điều gì đã giúp máy có thể trở nên ưu việt như vậy? Vậy thì ngay bây giờ, xin mời bà con hãy cùng với Ngọc Nga khám phá nhé! Buồng làm việc được đội ngũ kỹ sư thiết kế rất đặc biệt, bộ dao băm nghiền chắc chắn, sắc bén cùng với búa nghiền có nhiệm vụ băm, nghiền nhỏ các loại nguyên liệu. Máy có 2 loại mặt sàng là sàng lỗ và sàng kín, phù hợp với từng nhu cầu của bà con. Máy rất dễ dàng sử dụng, nếu bà con muốn băm sơ dừa, cỏ voi, bã mía, bà con lắp sàng không lỗ để chặn nguyên liệu đi xuống cửa xả dưới và rút thanh chặn ở cửa xả trên, chặn cửa xả bên dưới. Còn nếu muốn nghiền cám ngô, cám gạo, bà con thay mặt sàng có lỗ vào và chặn cửa xả lên trên, rút thanh chắn ở cửa xả dưới. Máy sử dụng động cơ 3 đến 3,5 kW, nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với mọi hộ gia đình. Máy cho năng suất cao lên đến 200 kg trên 1 giờ. Khi bà con sở hữu dòng máy băm nghiền thức ăn chăn nuôi Cổ Cao, tích hợp hai chức năng trong cùng một sản phẩm, có thể vừa băm vừa nghiền nhiều loại nguyên liệu cho các loại vật nuôi gia súc, gia cầm, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả năng suất. Vậy bà con còn chần chờ gì mà không nhanh tay sở hữu ngay cho mình siêu phẩm hỗ trợ tuyệt vời cho quá trình chăn nuôi của mình? Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chuyên sản xuất các dòng máy nông nghiệp, công nghiệp phục vụ bà con trong quá trình sản xuất, giúp bà con đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các sản phẩm do công ty chế tạo và sản xuất luôn đạt được chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bà con, được bà con tin tưởng và sử dụng rộng rãi. Với ban lãnh đạo tâm huyết, đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề, bộ phận chăm sóc khách hàng nhiệt tình chu đáo, tất cả luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bà con. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.